Đòn bẩy giá vàng năm 2022. Lạm phát tăng cao hơn, đồng đô la giảm giá, nhu cầu vàng phục hồi có thể sẽ là những chất xúc tác đẩy giá vàng trong năm 2022 tăng cao hơn. Giá vàng năm 2022 đã có những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm khi tăng lên tới vùng giá 1.850 đô la một ounce, nhưng cũng có những thời điểm điều chỉnh, tích lũy do giá vàng vẫn đang chịu tác động trái chiều bởi nhiều yếu tố trong ngắn hạn. Tại thị trường Việt Nam, giá vàng miếng SJC cũng đã có những cú bứt phá ngay từ đầu năm 2022 khi có thời điểm leo lên mức 62,7 triệu đồng một lượng, nhưng với lượng giao dịch vàng rất trầm lắng. Đáng chú ý, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng hơn 10 triệu đồng một lượng. Nhiều chuyên gia nhận định giá vàng trong năm 2022 có thể vẫn sẽ còn tăng cao hơn nữa. Nhưng trong xu hướng tăng đó, giá vàng vẫn sẽ có những thời điểm điều chỉnh, tích lũy. Cơ sở cho những nhận định này bao gồm những yếu tố sau đây. Thứ nhất, lạm phát vẫn đang có xu hướng tăng cao hơn ở nhiều quốc gia, khiến vai trò trú ẩn của giá vàng gia tăng, qua đó hỗ trợ tích cực cho giá vàng trong năm 2022. Trong đó, CPI tháng 12 năm 2021 của Mỹ đã tăng lên mức 7% so với cùng kỳ năm 2020. CPI tháng 12 của khu vực Eurozone tăng lên mức 5% so với cùng kỳ năm 2020. CPI tháng 12 của Anh tăng lên mức 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Đối phó với áp lực lạm phát này, Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất 0,1% lên 0,25%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng đã thu hẹp chương trình nới lỏng định lượng QE và dự kiến sẽ sớm chấm dứt chương trình này. Đồng thời, Fed dự kiến tăng lãi suất khoảng 3-4 lần trong năm nay, trong đó lần đầu tiên có thể vào tháng 3 năm 2022. Trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB dự kiến sẽ không tăng lãi suất trong năm nay. Thứ hai, dù các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thì tốc độ tăng lãi suất cũng không thể nào theo kịp đà tăng lạm phát. Do đó, lãi suất thực ở nhiều quốc gia vẫn sẽ ở mức âm trong năm 2022. Trong môi trường lãi suất thực âm, thì các tài sản phi lãi suất nhưng có giá trị bảo toàn cao như vàng sẽ có cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Điều này cũng sẽ hỗ trợ cho giá vàng trong năm 2022. Thứ ba, dù Fed đang có kế hoạch siết chặt tiền tệ, nhưng lãi suất thực ở Mỹ vẫn sẽ âm sâu. Hơn nữa, theo tập đoàn Harrah's Precious Metals, các trạng thái đầu cơ tiền tệ giữa các đồng tiền chủ chốt so với đồng đô la đang dần chuyển sang trạng thái mua ròng. Hơn nữa, Nga, Trung Quốc đã thiết lập hệ thống thanh toán riêng, không sử dụng đồng đô la. Dù đồng đô la đang chiếm ưu thế so với các đồng tiền chủ chốt trong ngắn hạn, nhưng có thể sẽ giảm trong năm nay. Giá vàng chủ yếu được niêm yết bằng đồng đô la, nên khi đồng đô la giảm thì giá vàng năm 2022 sẽ tăng. Thứ tư, các ngân hàng trung ương được dự báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh mua vàng để đa dạng quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia. Trong năm 2021, các ngân hàng trung ương đã mua hơn 400 tấn vàng. Các chuyên gia dự báo mức mua vàng của các ngân hàng trung ương trong năm nay có thể cũng sẽ tương đương với mức này. Đây là đòn bẩy vững chắc cho đà tăng của giá vàng trong năm 2022. Thứ năm, theo tập đoàn Harrah's Precious Metals, nhu cầu vàng trang sức trong năm nay có thể sẽ tiếp tục phục hồi, dù nhu cầu tại Trung Quốc có thể giảm nhẹ. Trong năm ngoái, nhu cầu vàng nữ trang ở Trung Quốc đã phục hồi trở lại mức tương đương gần mức trước khi bùng phát đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, do kinh tế nước này có thể tiếp tục suy giảm do vẫn kiên định với chiến lược Zero Covid, nên nhu cầu vàng trong năm nay có thể sẽ giảm hơn so với năm trước. Mặc dù vậy, nhu cầu vàng nữ trang ở Ấn Độ có thể sẽ tăng trở lại do kinh tế nước này dự báo sẽ tiếp tục phục hồi trở lại. Thứ sáu, trong bối cảnh lạm phát gia tăng, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở nhiều khu vực, đặc biệt là bong bóng tài sản đã hình thành ở nhiều thị trường tài chính như tiền ảo, chứng khoán. Ông Colin, chuyên gia phân tích ngoại hối độc lập cho rằng nhu cầu đầu tư vàng có thể sẽ tăng mạnh trong năm nay, hỗ trợ tích cực cho giá vàng trong năm 2022. Điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Bằng chứng là dù nhu cầu đầu tư vàng sụt giảm trong năm ngoái, nhưng giá vàng vẫn ở mức cao, thậm chí có thời điểm vẫn leo lên mức tới hơn 1.900 đô la một ounce. Ông Colin cho rằng, xu hướng chung của giá vàng trong năm 2022 sẽ là tăng. Trong xu hướng tăng đó, giá vàng sẽ có nhiều giai đoạn điều chỉnh và tích lũy. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chọn được điểm rơi của giá vàng, sẽ rót vốn đầu tư vào thị trường vàng. Mức hỗ trợ quan trọng của giá vàng trong năm 2022 ở mức 1.670 đô la một ounce, trong khi mức đỉnh cao mà giá vàng trong năm 2022 có thể hướng tới là 2.000 đô la một ounce.
ông Colin nhận định. Trong báo cáo vừa công bố, tập đoàn Heraeus Precious Metals cũng nhận định giá vàng trong năm 2022 sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong năm nay với biên độ dao động từ 1.700 đến 2.120 đô la một ounce.